Happy Robust Shop, nơi bạn có thể mua Robust uy tín với giá cả phải chăng. Robust 120 giờ, Robust chính hãng. Cùng với đó là đa dạng các loại dịch vụ cài thuê, mua Game Pass, mua Devil Fruit vĩnh viễn. Còn chờ gì nữa, hãy đến ngay với Happy Robust Shop. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với thực hiện One Root nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ có một cái clip gọi là test thử cái sức mạnh khi mà mình lên được 36.000 điểm star của trái quỷ nha mọi người. Đây, thì mình cài 2 ngày mọi người ạ. Thì cuối cùng mình cũng lên được 36.000 điểm star rồi mọi người thấy không? Thì bây giờ để test được cái sức mạnh của trái quỷ mà như thế nào thì mình sẽ sử dụng cho mình đó là trái quỷ River. Thì hiện tại trái quỷ ở đây hiện tại là đang mạnh nhất game nha mọi người. Thì mình sẽ mặc cái bộ đồ mà mạnh nhất của mình có thể luôn. Và bây giờ thì mình sẽ di chuyển về C3 nha mọi người. Bây giờ mình sẽ di chuyển về C3 để mình test được. Thì lý do mình cài ở C1 thì đơn giản lắm mọi người. C1 thì nó không có phá. Ở bên C2 thì nó phá quá, mình không cài được battery. Thì hiện tại thì mình có 24.000 điểm kiếm. Thì điểm kiếm chắc là để video sau mình sẽ gọi là ráng lên 36k và test luôn cho mọi người xem ha. Có mấy ông đòi mình test mấy cái kiếm mythical. Thì cái mấy video mà làm kiếm mythical thì mình đã test hết rồi mọi người. Mình đã làm hết rồi. Còn gì nữa đâu làm mọi người. Để ghé xuống làm trái quỷ cái nữa rồi đi luôn ha. Hình như nó nằm ở cái đảo này luôn. Cái đảo di chuyển luôn nè. Thì hiện tại thì chắc là sắp tới thì chúng ta sẽ chơi lại game này xen kẽ chung với vlog lúa thôi. Cái gì đây? Cái két này thì mình không cần. Bây giờ mình sẽ di chuyển về C3 nha mọi người. Mình sẽ mặc cái bộ đồ mà mạnh nhất của mình có thể. Thì cấp thì cấp 18.000 thì chắc là để video để rảnh thì nói chung là không phải rảnh mà chắc chắn là mình phải cài lên rồi mọi người ơi. Sắp tới thì mình sẽ chơi game này lại rất là nhiều nữa. Và tôi hiện tại tôi chưa có đủ Robux để mua server VIP nên là tạm thời chắc là sẽ chơi server thường nha mọi người. Nếu như mà bạn nào mà thích tôi thì có thể mua cái áo của tôi ở dưới phần mô tả ủng hộ áo tôi để tôi có tôi mua server VIP game này tôi chơi nha mọi người. Đấy. Thì bây giờ về đây thì mình sẽ tắt cái auto-load đây đi. Còn 42 phút x2 này mới chắc để đó sao đi ha. Mình sẽ mặc cái bộ đồ mà mạnh nhất của mình có thể nha mọi người. Cái bộ đồ của mình hiện tại thì bộ đồ mạnh nhất của mình hiện tại là cái áo của thằng này. Và cái mũ thì mình nghĩ là mũ này thì nó chỉ tăng 10% dam, 15% def. Thì mình nghĩ là cái này 15% thì nó sẽ không ngon mà cái này mọi người. Cái này tới 12% dam nè. Đó. Và cái khăn cáo tràng thì mình sẽ lựa cho mình nó là cái áo tràng này. Cái áo tràng tăng 20% đam nha mọi người. Đó. Bộ đồ hiện tại mạnh nhất của mình là như thế này. Sao nó cái đầu của mình nó bị gì á. Cái này lên nè. Đó. Hiện cái tóc ra rồi. Đây là set đồ mạnh nhất của mình nha mọi người. Bây giờ mình sẽ random một trái quỷ nha. Ra trái này ngon luôn. Cái ngon luôn nè mọi người. Không biết là có ông nào. Ủa sao cái súng nó dục ra ngoài được hả? Cái súng này chắc bị lát hả? Sao cái súng nó lại dục ra ngoài nữa vậy? Nó là phát hợp kè. Thôi cho ông nè. Cho ông á. Cho ông cái chấn động á. Đấy đi nè, chấn động nè. Thẩm đi. Cho ông á. Chắc là thằng Nghĩa đang farm trên đây. Không phải Nghĩa à, là thằng Toàn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi test đam ha mọi người ơi. Thì mình sẽ đi qua cái đảo bên đây. Mình sẽ test ở bên đảo bên đây ha. Mình bao đó xong rồi. Mình nghĩ chắc là trái river đam nó sẽ ok hơn là trái lửa mọi người. Mình sẽ test với trái quỷ mạnh nhất của mình có thể ha. Mình sẽ test riêng trái quỷ nè. Và trái quỷ kết hợp Haki Bá Dương nè. Và trái quỷ thường nè. Xong rồi full combo. Không có Haki Bá Dương mà full combo có Haki Bá Dương. Để xem coi 36.000 điểm star này thì nó sẽ gây ra lượng đam như thế nào nha mọi người. Đấy. Vũ khí thì mình cũng sẽ vũ khí chứ mình sẽ lựa cho mình đó là cái vũ khí mạnh nhất luôn. Mình sẽ lựa cho mình đó là cái cây kiếm này. Và cái kiếm là mình sẽ lựa cái combo mạnh nhất của mình có thể nha mọi người. Đây, như thế này. Và mình sẽ lấy cái trái ác quỷ ra. Mình sẽ lấy cái river ra mình ăn vô nha mọi người. Mình săn cái river nha. Cái river. Đấy. Săn cái river nha mọi người. Đấy, mình săn cái này vô. Đấy, để test đam qua thử coi như thế nào nhá. Ông kia cứ idol cái gì tôi không phải idol đâu, tôi pha ke đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cho mình đó là cái combo mạnh nhất của chúng ta nhé mọi người. Đó, để xem cái lượng đam của mình gây ra thì nó sẽ như thế nào đây. Thì đầu tiên thì mình sẽ anh kia né đi, tôi quýnh chúng lại khóc ấy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ test trái quỷ thường thôi. Trái quỷ xong rồi full combo với trái quỷ và full combo và trái quỷ kết hợp với Haki Bá Dương mà full combo kết hợp với Haki Bá Dương luôn nhé mọi người. Còn cái này nữa. Đấy. Ok ha.
Cái này thì bây giờ chúng ta sẽ thử test trái quỷ 36.000 điểm Sita để xem con sức mạnh của nó sẽ gây ra là bao nhiêu nhé mọi người. Ông kia né ra nha. Né ra nha, đánh trúng bị kêu đấy. Đợi xíu em ơi. Đợi xíu đi. Ông kia kêu hét ra ra lửa. Em có key không? Ông kia có key không? Có key thì em có key không? Có key thì em mới đi được chứ không có key thì chịu nha. Em có key lửa không? Anh bay á, anh hết coi rồi em. Anh hết coi em ạ. À. Bây giờ mình sẽ tập trung công việc của mình nha. Tắt cái chat này đi, cả ông kia. À, bây giờ mình sẽ ali ổng vô nha mọi người, có gì lỡ biết đâu hồi xui xui quýnh trúng mà không chết nữa. À, con boss này chỉ còn 77k máu thôi mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ thử với trái quỷ không có haki bá dương mà 36.000 star nha mọi người, để xem nào mình ra sẽ là bao nhiêu đây. Đó đó, 6.8 nè, 6.8 tiếp đi. À, 8.8 à, 10.8 bao nhiêu nữa, 12.8 ok, 14.8 à, mấy ông kia cứ đánh thì cãi mà không liên quan gì đến ta hết mọi người ạ. 14.8 mọi người ạ. Ok, 14.8 nha. Trời ơi, quá đã luôn mấy anh trai ơi, 14.8 luôn, một cái trái quỷ 14.8, không có haki bá dương. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với ở con boss này, trong đây sao cái con này cũng còn tí máu, con này còn 100 trăm tỷ rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ full combo nha mọi người, full combo nha mọi người. Cái này thì chúng ta mình chỉ có 10.000, cái này thì mình có 24.000, cái này thì mình có 17.000, và chủ yếu là cái coi thử cái trái quỷ này thì nó gây ra bao nhiêu thôi mọi người nhá. Ôi dồi ôi, nó lại lộn ngược ra ngoài hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nha mọi người. Mình đi ra ngoài. Đi ra ngoài mình đánh mọi người, nó bị lộn ngược ra ngoài khó chịu quá. Không biết ông kia không có kêu chưa. Thì bây giờ mình vô mình đánh lại đi ha. Mình nghĩ là chắc là đánh nó chắc nó không bị lộn ngược ra ngoài vậy đâu nha. Cố gắng đánh gần gần cho nó đừng bị lộn ra ngoài nha mọi người. Xem nào. Xây. Xây, đừng có lộn ra ngoài nha. Trời ơi, lại lộn ra ngoài rồi. Cái chết nhờ. Thôi nó coi như là 500m đam đi mọi người. Cộng 600m đi ha. Chiêu bê hay chiêu gồng không tính. 600m đam. Nó cứ bị lộn ra ngoài mọi người. 600m đam rồi nha. Bây giờ chúng ta chỉ tính vô tiếp thôi. 600m đam rồi. Còn không cái kia thì mình cứ dùng sao thôi. 600m đam. Cứ xong hết rồi chúng ta cộng thêm 600m đam đi nữa. Chắc là ok rồi đúng không? Xem nào. Đấu cho mờ ra. Mình thấy nó sai sai sao mọi người ơi. Mình ra ngoài mình test ngoài đi. Chỗ này mình thấy nó kỳ kỳ quá mọi người ơi. Để mình chờ con show Wii King 45 giây nó hồi cái đã mọi người ạ. Mình thấy nó cứ kỳ kỳ sao. Cái này chắc chưa có haki bá dương chắc lắm cái này được mọi người ạ. Cái này được. Chờ 35 giây nữa là đánh rồi mọi người. Có là được mà thoải mái đúng không? Chờ nó hồi chiêu đã. 28 giây. Phải test đàng hoàng, test đàng hoàng. Để coi. Có đánh là ok không nha mọi người. 10 giây nữa, 10 giây. 10 giây thì bắt đầu mình đánh được rồi nha. 10 giây à. Đánh nha. Rồi mình đánh ra ngoài mình thấy nó không ổn lắm mọi người. Mình định là mình sẽ ra ngoài cơ. Đấy, thôi đứng ngoài này đánh như thế này nè, nó mới chỉnh ra được mọi người ạ. À. Đánh ngoài này nó mới chỉnh ra được. Đấy. Đó. 11 tỷ. 11 tỷ. 11 tỷ mốt. 13 tỷ. Tính chẳng đi, 13 tỷ rồi. À, bao nhiêu đây? 15 tỷ.
7 tỷ, 18 tỷ, 18 tỷ đam mọi người ơi, 18 tỷ đam. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình là kết hợp với Haki Bá Dương nha mọi người. Haki Bá Dương của mình thì không biết khi mà Haki Bá Dương kết hợp với trái quỷ này thì như thế nào đây. Lên Haki Bá Dương 40 tỷ này, không biết là nó có chịu nổi trái quỷ không về. Để tới coi. À, 30 tỷ rồi mọi người ơi. Ôi trời ơi, 40 mấy tỷ con quái nó chịu không nổi mọi người ơi. 40 mấy tỷ con quái nó chịu không nổi. Mình chắc là mình sẽ bay qua 40 mấy tỷ chịu không nổi thì mình phải chờ con quái nó hồi sinh lại thôi mọi người ơi. 40 mấy tỷ mà con quái thì chờ con quái nó hồi sinh lại. Kinh khủng quá mọi người ơi, kinh khủng quá mọi người ơi. 40 mấy tỷ mà nó mới chỉ có cái gì này thôi mà con quái nó đã chịu không nổi rồi mọi người à. Chứ mới chỉ có gọi là cái gì ta, mới có Haki thôi, mới chưa có gì hết mà con quái đã chịu không nổi. Anh trai kia né ra nha, trai kia né ra nha, một hồi đó quýnh trúng ra đấy chẹo đó. À, chó sủa làm biết bây giờ là chó sủa vui ghê á chứ. Bây giờ mình sẽ chờ con quái nó hồi sinh lại cái nha mọi người. Không biết con quái nó hồi sinh nhanh hay không nữa, thôi mình tắt quay đi ha, xong rồi mình mở lại sau chứ nhưng giờ mình không biết làm gì. Rồi con quái nó hồi sinh rồi mọi người ơi, bây giờ chúng ta làm lại nha. Xem nào, để xem nào, để xem bao nhiêu đam đây nào. 40 tỷ, 40 tỷ rưỡi nha, 40 tỷ rưỡi. 57 tỷ, 57 tỷ, 69 tỷ, 70 mấy tỷ á, 75 tỷ, 80 mấy tỷ á, 80 mấy tỷ rồi mọi người à, 80 mấy tỷ mọi người, với cái trái quỷ thôi 80 mấy tỷ đâu, mà có cái trái quỷ thôi 80 mấy tỷ đâu mọi người ơi. Bây giờ mình vô, mình chờ Haki Bá Dương nó hồi cái nha mọi người, sau rồi mình sẽ test gọi là full combo nha mọi người, để mình là, coi con boss này bao nhiêu đây, con boss này còn phải mấy, để mình test con boss là mình test lại nha mọi người, full Haki Bá Dương full combo nha mọi người. Full combo rồi, hiện tại mình đánh được bao nhiêu đam nha mọi người. Phải cả trưởng thật sự à. Rồi, con boss xuất hiện rồi nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ thử lại nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử lại full combo nha mọi người. Đây rồi, 100 tỷ đam hay không? 100 tỷ đam, quýnh một phát con này cút luôn là kinh lắm nha mọi người. Quýnh một phát con này cút luôn là hơi ghê đó. Để xem coi, quýnh một cái con này cút luôn là hơn 100 tỷ đam nha mọi người. À, để mình bấm lộn tắt cái này đi rồi mà nghĩ chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu. Hình như là mình đánh nhanh quá nó bị không rút đam tới sao mọi người à. Đó. Ở đúng rồi, mình bấm nhanh quá nó tắt cái này rồi mọi người à, nó tắt cái chiêu này hồi nãy nó đánh một phát 11 tỷ lần. Nãy đánh một phát 11 tỷ lần mọi người à. Mình bật cái súng lên cái đã. Mình kêu nhanh con bó này luôn nha mọi người. Kêu nhanh con bó này luôn, mình làm lại nha. Mình bật cái này lại. Đó. Đó, mình kêu nhanh con bói rồi luôn, mình làm lại. Bây giờ mình làm lại nha mọi người. Bây giờ mình làm lại nha. Để coi. Oh baby. Trời, bên trai né nó coi chỗ người ta đang làm ăn công tác mà cứ đu chỗ này làm cái gì nhờ. Khổ thế nhờ. Chết cho người ta làm video cái coi đó, chơi xem mà hưởng nó hơi ăn ta làm ăn chứ nha mọi người, thông cảm nha mọi người. Chứ tôi cũng không muốn đâu, nhưng mà thôi làm server nào cũng được chứ hỏi không, người ta kỳ, người ta nói ông này youtuber làm clip fan đứng gần, nhưng mà mọi người thấy ông cứ đứng sau quần chứ không có làm được mọi người à. Tôi đang test mà tôi không làm được, tôi hơi khó chịu mọi người ơi. Nhanh lên nhanh đi, còn Haki Bá Dương nè, còn Haki Bá Dương này sẽ hết Haki Bá Dương nữa, bắt nó rồi xuất hiện nó lại đi, nhanh đi. Chột cái cây đờn này nó mạnh điên mọi người à, bót lâu quá mọi người ơi. Bót này 100k đam này, 100 tỷ nè. Xuất hiện lại đi boss ơi, tốc độ lên boss ơi, hết Haki Bá Dương boss ơi. Nãy tôi làm Haki tôi bấm lỡ tay tắt cái chiêu quy đàn đi mọi người ơi. Lỡ tay nó tắt cái chiêu quy đàn đi. Nên nó không có gọi là không có được như tôi mong muốn. Tôi phải làm lại đàng hoàng coi nó ra cái lượng đam là bao nhiêu tôi mới
khó mẻ tới được mọi người ạ. Đây. Tôi phải coi thử cái lượng đam nó là bao nhiêu tôi mới khó mẻ tới được mọi người ơi. Ông kia ông đánh phụ rồi. Đó, hết thằng kia bởi dương. Nói chung là tôi nghĩ là chạm mốc 100 tỷ á mọi người à. Nói chung tôi nghĩ là chạm mốc 100 tỷ á nha. Đấy, nó hết thằng kia bởi dương rồi. 100 tỷ cho 36.000 điểm Sita của cái cây kiếm mà mọi người thấy không? Quá là kinh khủng khiếp luôn mọi người ơi. Được rồi, thì test nhanh sơ qua thì 36.000 Sita kết hợp với trái River thì nó hơn 100 tỷ đam là chuyện quá là bình thường. Bây giờ thì tôi gọi là bắt đầu tôi đã mạnh hơn rồi và nghĩ tôi sẽ có một cái clip làm về vũ khí này kia hay gì đó chẳng hạn cho mọi người xem sao đó. Còn bây giờ chắc là tôi sẽ kết thúc cái video tại đây. Thì các bạn hãy cố gắng cài cho mình đó là 36.000 điểm Sita đi nha mọi người. Mạnh lắm.